sở hữu ngay để có được trọn bộ dao 8 món từ Michio quý vị nha. Với mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ có 499.000 đồng mà thôi. Chỉ có 499.000 đồng, chúng ta sẽ có ngay trong không gian bếp gia đình của mình chọn một bộ dao kéo 8 món đến từ thương hiệu Michio quý vị và các bạn nha. Và tại sao chúng ta phải sở hữu ngay bộ dao kéo này như thế này à? Bởi vì tất cả các những người nội trợ thì luôn luôn cần một cái bộ công cụ dụng cụ cắt gọt tỉa rau củ quả sơ chế thực phẩm. Thì hôm nay gia đình của mình sẽ có ngay chọn một cái bộ dao và đầy đủ từng con dao và có những cái chức năng khác nhau để mình cảm thấy là yên tâm hơn, mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và công sức trong cái việc là chế biến món ăn bên trong chính gia đình của mình quý vị nha. Đến từ thương hiệu nổi tiếng và quen thuộc chính là thương hiệu Michio. Và thưa quý vị, với chọn bộ 8 món như thế này, chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái loại dao để mình có thể là chặt nè, mình thái nè, mình gọt, mình tỉa cũng được, có cả kéo luôn để mà hỗ trợ trong cái quá trình mình sơ chế thức ăn. Và đương nhiên không thể thiếu đó chính là một cái ống cắm dao để mà tất tần tật những cái dụng cụ trong không gian bếp của mình, những dụng cụ sơ chế đã được đưa gọn vào trong chiếc ống cắm dao như thế này. Và quý vị thấy đây là chiếc ống cắm dao xoay 360 độ luôn, rất là tiện lợi. Dù là đang ở góc nào của bếp, mình cũng có thể là dễ dàng lấy được những cái loại dao hay là kéo mà mình mong muốn, đúng không? Chúng ta còn có thêm là một cái cây mài dao như thế này quý vị nha. Và đặc biệt là với ống cắm dao rẻ quạt như thế này, lúc nào cũng lấy dễ dàng và cho vào dao vào trong cái ống cắm dao cũng lại dễ dàng luôn, nó không hề một chút bất tiện nào. Nhất là với chất liệu mà ống cắm dao này, như mình thấy rất thích hợp cho các nhà, các gia đình luôn. Phải gỗ, cũng không phải là những cái loại mà kim loại nó gây ảnh hưởng tới chất lượng của bộ dao chúng ta. Như vậy là với thiết kế cực kỳ thông minh và rất là sang trọng cho không gian bếp gia đình của nhà mình, quý vị và các bạn đã có ngay chọn một bộ dao 8 món quý vị nha. Đầy đủ dao lớn, dao nhỏ, dao tỉa, dao chặt, dao thái lớn, dao thái nhỏ, dụng cụ mài dao và một kéo sắc bén, cùng với cái phần đế cắm dao hình rẻ quạt. Đầy đủ công cụ dụng cụ khác nhau, nhưng mà mức giá là bao nhiêu à? Mức giá của nhà cung cấp là 699.000 đồng, nhưng mà hôm nay trên VTV Nam Shopping tiết kiệm được 200.000 đồng, chỉ còn có 499.000 đồng thôi, tặng thêm một kẹp gấp nữa để chúng ta có đầy đủ những dụng cụ như thế này, và chỉ áp dụng mức giá này trong thời gian phát sóng chương trình này mà thôi. Số điện thoại đã sẵn sàng hiển thị trên TV gia đình của nhà mình rồi, cho nên là quý vị hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội này một lần nữa và gọi điện ngay vào số tổng đài để gặp các bạn tổ đại viên, để lại địa chỉ giao hàng, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Giúp cho bạn có được dụng cụ làm bếp đầy tiện ích, thiết kế gọn nhẹ tinh tế nè, mà đa dạng chức năng, sơ chế được nhiều loại thực phẩm khác nhau nữa đó. Thân và cán bằng thép không rỉ đúc nguyên khối, cho nên sẽ bền chắc, an toàn khi chúng ta sử dụng, lại còn dễ dàng vệ sinh.
Với bộ dao 8 món của thương hiệu Miso, đây là một trợ thủ đắc lực của những người nội trợ. Lưỡi dao kéo sắc bén giúp mặt cắt mịn đẹp hơn, cán dao chống trượt dễ dàng để mà mình thao tác. Kéo có thể cắt các vật cứng như là tôm nè, cua nè, cá nè. Dụng cụ mài dao thì có kích thước phù hợp với mọi loại dao trong bộ dao này. Ống cắm dao có thể xoay 360 độ với thiết kế hình rẽ quạt, dễ dàng để mình lấy dao hơn. Thiết kế vô cùng thông minh và cực kỳ sang trọng. Đặc biệt trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, ưu đãi dành cho 200 khách hàng đầu tiên quý vị nha. Chúng ta sẽ có bộ dao 8 món Miso, thay vì giá nhà cung cấp là 699 ngàn đồng thì đặt hàng ngay trong hôm nay sẽ có giá của VTV Hyundai là 499 ngàn đồng mà thôi. Tiết kiệm được 200 ngàn đồng rồi, được chọn bộ sản phẩm còn có thêm quà tặng là một kẹp gấp inox. Trong không gian bếp của mình đã có rất là nhiều những sản phẩm để hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình nấu nướng và dọn dẹp. Nhưng còn quá trình sơ chế thì sao? Là cái quá trình mà mất thời gian nhiều nhất và nó cũng lấy cảm hứng cho chúng ta để mà nấu nên những món ăn ngon nữa. Sơ chế mà tốn quá nhiều thời gian, chúng ta tốn năng lượng, tốn công sức, đúng không ạ? Cho nên sẽ rất cần trợ thủ đắc lực. Và ngày hôm nay trợ thủ đắc lực đó đã xuất hiện, đó chính là bộ dao 8 món của Miso quý vị nha. Để mà chúng ta có thể chặt, có thể thái, có thể gọt, có thể tỉa rất là nhiều loại thực phẩm khác nhau, vô cùng tiện dụng luôn. Mà ngày hôm nay mua sắm một lần mình còn có thêm là ống cắm dao, còn có thêm là cây mài dao, có thêm kéo đi cùng đồng bộ nữa, vô cùng tiện lợi. Và ống cắm dao rẻ quạt như thế này mình trưng bày cũng đẹp, mình sử dụng cũng tiện luôn. Trưng bày thì đẹp mắt mà rẻ quạt thì tiện lợi để chọn lựa từng chiếc dao khác nhau. Như vậy là nhà của mình rất là yên tâm khi mà mình có cái bộ dao như thế này quý vị nha. Đây là mẫu thiết kế mới của Miso và thiết kế nó dày hơn và đúc nguyên khối so với cái mẫu cũ. Và ở trên tay Minh Trí đang cầm đó là một chiếc dao trong bộ dao cũ của thương hiệu Miso. Cái mẫu dao này thì vẫn cắt gọt được, tỉa được bình thường thôi. Nhưng mà khi mà sử dụng lâu dài thì quý vị các bạn ở nhà mình đang có cái tình trạng là cái phần đế á, nó cái phần cán dao nó sẽ bị gãy rời ra sau khi mình sử dụng lâu ngày. Còn nếu như mà bằng đế gỗ, bằng cái phần cán gỗ á, thì nó sẽ bị mục đi, nó bị dơ bẩn đi rất là khó. Hoặc là cái thiết kế của nó, cái phần lưỡi dao này nó quá mỏng đi, quý vị các bạn có thể thấy được không mà khi mà mình sử dụng lâu ngày thì nó sẽ bị móp mé và cũng như là không có độ bền cao bởi vì nó rất là mỏng như thế này. Quý vị có thể quan sát được là Minh Trí có thể dùng tay và mình bẻ đứt luôn cả cái phần dao như thế này quý vị nha. Và những chiếc dao như thế này thì không có an toàn cho mình sử dụng. Cho nên là Miso đã thiết kế cho quý vị và các bạn một cái mẫu mới là đúc liền nguyên khối quý vị và các bạn nha. Đúc liền nguyên khối và bọc thép như thế này, với cái phần đế đó chính là bọc thêm một cái lớp cao su được cán mờ. Cho nên khi mình cầm vào mình rất là chắc tay để mình có thể là sơ chế, mình cắt gọt tỉa dao cũ. Với cái phần lưỡi dao thiết kế mỏng như thế này thì quý vị có thể hình dung được là cái phần mặt cắt khi mà mình cắt lên trên thực phẩm á, nó cũng đẹp mắt hơn. Mình đi một cái đường dao nó dứt khoát hơn, nên là mình sẽ cảm thấy an tâm mình sơ chế với cái bộ dao như thế này. Từ dao chặt đến dao thái đến dao cắt và dao tỉa khác nhau nữa quý vị nha. Còn bây giờ thì quay trở lại với không gian phim trường cùng với Minh Trí và Như Nguyễn với cả một cái bộ dao như thế này, thì quý vị có thể hình dung được đó chính là khi mà chúng ta sắp xếp trật tự ở bên trong bộ dao thuộc của mình. Gia đình nhà mình lúc trước á, thì hay để những cái con dao này trong một cái rổ và mỗi lần lấy thì cẩn thận sẽ bị đứt tay quý vị nha. Nhưng mà bây giờ với cái đế hình rẻ quạt như thế này, vừa thông minh vừa tiện lợi vừa sang trọng mà dễ dàng mình chọn lựa từng chiếc dao khác nhau như Nguyễn ha. Đây, đó xếp lại thì rất gọn mà mở ra hình rẻ quạt một cái nha, chỉ cần một thao tác thôi. Đó là quý vị có thể là mở ra với ống cắm dao rẻ quạt rồi và mình dễ dàng sử dụng, dễ dàng lấy được cái loại dao mà mình mong muốn, đúng không nào? Đúng rồi. Có tìm kiếm mà cũng không phải là sợ đứt tay nữa. Không có sợ đứt tay quý vị à, rất là tiện lợi luôn. Còn bây giờ cùng với Minh Trí và Như Nguyễn chúng ta sẽ bắt đầu thực hành thao tác ở trên những cái món ăn khác nhau, những cái món ăn còn sống như thế này để mình rất là tiện lợi quý vị và các bạn. Ngoài ra chúng ta có thể là cắt gọt nhiều món khác nhau như Nguyễn ha. Rồi, đồng ý. Bây giờ này mình sẽ đi từ con dao lớn trước đi ha. Mình sẽ đi từ nhỏ tới lớn, từ lớn tới nhỏ rồi để mình trải nghiệm nhiều cái loại dao khác nhau. Rồi Minh Trí thì muốn cắt loại thực phẩm nào đây? Bây giờ mình sẽ chọn lựa đầu tiên là mình làm trái cây trước đi. Rồi, được. À, nhưng mà như vậy trong lúc mình chỉ cắt trái cây thì Như Nguyễn sẽ thử cắt thịt đi. Để cùng một lúc mình thử con dao lớn là con dao mà bản to nhất như thế này nè thưa quý vị. Để mà chúng ta đảm bảo là mình có thể có một con dao chặt mình sử dụng thiệt là yên tâm luôn. Và với con dao này nè, cắt thịt đặc biệt là nhà nào mà hay thích mà hầm xương á, nấu những món canh á, chặt xương ống cũng được luôn quý vị nha. Quý vị có thể thấy là rất là sáng luôn, đây là thép không rỉ nguyên khối luôn. Rồi, và bây giờ thì
Như Nguyễn sẽ lấy cái miếng thịt ba rọi, Trí thì sẽ lấy dưa hấu phải không? Rồi, cảm ơn Trí nha. Quý vị các bạn có thể quan sát là ở đây Minh Trí cũng đang phân vân để chọn lựa những cái chiếc dao cho nó phù hợp khác nhau. Ví dụ như là mình muốn cắt những cái quả dưa chuột như thế này thì chúng ta sẽ chọn lựa một con dao thái mỏng như thế này quý vị và các bạn nha. Và cái đường dao nó cũng rất là lấp lánh và sang trọng, sáng bóng như thế này đây, để quý vị và các bạn có thể là mình cắt những con dao khác nhau như thế này là quý vị và các bạn rất là tiện lợi luôn. Và cái lưỡi dao nó cũng rất là mịn để mà mình có thể là dứt khoát từng cái đường dao khác nhau quý vị và các bạn nha. Ở đây quý vị có thể quan sát là chỉ có thể là đi rất là ngọt với từng cái đường dao khác nhau như thế này đây. Đây. Đó. Đây, trong lúc mà Minh Trí đang cắt rau củ thì Như Nguyễn cũng đã có được những cái lát thịt rất là ngon đây quý vị à. Đó, mà cái dao này cắt rất là ngọt luôn quý vị nha. Đó, quý vị cũng có thể thấy là mình không có còn lo ngại nữa. Từ cái phần da cho tới cái phần mà ba rọi á, thì mình cũng cắt dễ dàng. Chứ Trí biết không, nhiều khi dao ở nhà mình á, là Như Nguyễn xài, Như Nguyễn thấy là cắt cái phần thịt thì dễ, mà sao tới cái phần da giống như là mình phải tu đi tu lại, tu đi tu lại thì cắt mới đứt vậy đó. Còn cái này không phải, rất ngọt luôn. Đúng rồi, ở đây chúng tôi chỉ là tùy phạm cho quý vị và các bạn thôi. Ở nhà thì chúng ta có thể là mình sử dụng rất là nhiều những cái nhu cầu khác nhau. Từng chiếc dao sẽ có từng chức năng một, để mình có thể là cắt gọt tỉa sơ chế rau củ quả. Và chiếc dao nào cũng vô cùng sắc bén và được đúc cả nguyên khối bọc thép, rất là cứng chắc quý vị và các bạn nha. Đó, quý vị yên tâm nha. Đây là cái dao đầu tiên trong mỗi dao thôi. Và sau khi mà mình sử dụng xong á, mình rửa xong thì mình có thể là cất dao ngay vào bên trong ống cắm dao của mình. Đúng rất rồi. Là tiện lợi. Bây giờ ví dụ là Nguyễn cắm vô luôn nha. Thì mọi người hình dung là khi mà mình rửa sạch và mình cắm vào á, thì mọi người sẽ thấy được á, là đây là cái ống cắm dao bằng nhựa, cho nên á, là nó sẽ yên tâm về cái việc là nó không có bị mà ẩm mốc do là bị nước lâu ngày ha. Chúng ta cũng không có cần phải để khô dao mới cắm được vào, hay là những cái loại kim loại lâu ngày nó bị rỉ sét nó sẽ bám vào đầu dao, thì bây giờ không cần nữa, mình sẽ cắm vào cái ống mica nhựa này luôn, an toàn và dễ sử dụng. Rồi, đó là cắt thịt xong nha. Cái dao này đợi khi nào mà dọn rửa xong á, thì mình sẽ cắm vào ống. Còn bây giờ mình tới với loại thực phẩm tiếp theo. Trí sẽ cắt gì đây? Bây giờ thì Trí sẽ sử dụng một con dao thái lớn hơn của Misho để mình có thể là gọt những cái loại nem chả khác nhau quý vị nha. Ở ngoài có bọc một cái lớp vỏ rất là dày, rất là cứng, nhưng mà tuy nhiên bây giờ với cái con dao này thì quý vị các bạn có thể hình dung là chúng ta có thể là cắt xuyên qua cái lớp vỏ dày ở bên ngoài, rồi cả cái phần nhân nem chả bên trong nữa, tùy theo cái nhu cầu khác nhau. Và cái đường dao đi cũng rất là dứt khoát quý vị và các bạn nha. Ở đây Trí cũng đã giúp cho quý vị và các bạn hình dung được là chúng ta dễ dàng mình sơ chế như thế này đây, và cái con dao của mình thì cũng rất là sắc bén để mình đi những cái đường dao nó rất là dứt khoát để mình tạo cái độ thẩm mỹ nhất định khi mà quý vị và các bạn là chúng ta đang muốn cắt gọt và sơ chế cái phần thực phẩm gia đình của mình. Thì cũng rất là tiện nha, mình cắt từ cái khoanh chả, từ cái khoanh nem như thế này với một cái lưỡi dao rất là sắc bén luôn, cũng đến từ thương hiệu Misho. Wow, tiện quá. Tại vì lúc đầu á, nhiều chị em khi mà nhìn bộ dao này sẽ nghĩ chắc là cần mà kiểu nem bọc lá chuối như ngày xưa thì mới cắt được, nhưng mà yên tâm với dao mà nó bén như thế này đó, cho nên là chúng ta cắt ngọt liệm luôn quý vị. Có những cái khoanh nem rất là ngon, hấp dẫn quá thôi. Qua cắt cá thì Nguyễn ăn nem đi. Bây giờ chúng ta đã có phần dao để mà mình cắt được cái phần nem chả rồi, thì quý vị và các bạn quan sát là Như Nguyễn cũng đang thái cái phần phi lê cá. Cùng với con dao mà thái bản lớn thì Như Nguyễn đã có những cái lát cá phi lê nè, rất là hấp dẫn rồi. Đó, nhà nào mà thích cắt mỏng thì với cái dao này mình cũng có thể cắt mỏng được luôn. Mà thích cắt dày thì mình cũng có thể cắt dày rất là dễ dàng, ngọt liệm, một đường cắt thôi đó quý vị thấy không. À, phi lê cá rất mềm và cái dao này xử lý thì rất ngọt. Rất là ngọt với cái từng đường dao khác nhau quý vị và các bạn. Và đừng quên là nếu mà chúng ta khéo léo một chút xíu thì trong bộ dao này Minh Trí cũng rất là thích với những cái dao thái nhỏ và những cái dao tỉa như thế này quý vị và các bạn nha. Ở nhà nếu mà mình khéo tay hay là mình thích tỉa hoa, hay là mình muốn trang trí lên trên dĩa đồ ăn của mình, thì đi kèm có một cái con dao tỉa nhỏ nhỏ, bé bé xinh xinh nhưng mà rất là vi diệu quý vị à, rất là bén luôn, để gia đình của mình có thể sử dụng để mà mình có thể là tỉa hoa, hoặc là mình có thể là tỉa trên trái cây của mình, trong những cái đĩa thức ăn tráng miệng chẳng hạn, thì cũng rất là tiện quý vị và các bạn nha. Và cái đường dao của nó thì cũng rất là ngọt như thế này luôn, để quý vị có thể quan sát được là nếu mà mình sử dụng, mình muốn làm dao tỉa thì chúng ta sẽ tận dụng để mình có thể là mình tỉa hoa, hay là mình tỉa những cái đường hoa văn trang trí lên trên cái phần trái cây của mình, gia đình của mình, thì cũng rất là tiện quý vị nha. Hoặc là mình có thể có một cái chiếc kéo rất là sắc bén như thế này để mà mình có thể là cắt những cái đường chân hay là rau của phần con tôm hay là cua chẳng hạn. Những cái loại vỏ cứng á, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng một cái kéo rất là sắc bén quý vị nha.
Như Nguyễn cũng đang muốn nói tới cây kéo đây, tại vì như Nguyễn thì có một cái cây kéo của một cái bộ dao cũ đó, nhưng mà quý vị cũng thấy là nó được vừa có cái phần là kim loại vừa có cái phần nhựa như thế này á, thì mình sử dụng lâu dài nó sẽ bị lục và nó sẽ cũ mà nhìn nó yếu thế đi. Đó, giờ thử cắt nha. Đó, đây với cây kéo này thì nó cắt tôm nó sẽ rất là khó khăn, nhưng mà đây là cây kéo mới trong cái bộ dao 8 món của Michio và có thể là dùng để cắt hải sản nè, đó, cắt tôm nè, cua được luôn đó Trí. Rất là tiện lợi khi mà quý vị và các bạn sử dụng một cái kéo sắc bén để mình có thể là sơ chế cái phần tôm quý vị và các bạn nha, rất là tiện luôn. Và đặc biệt hơn là gia đình của mình đang quan tâm về mức giá đúng không ạ? Và hôm nay chúng tôi đang giúp cho gia đình của mình có một cái cơ hội mua sắm cực kỳ tiết kiệm với bộ dao 8 món sắc bén của thương hiệu Miso. Mức giá của nhà cung cấp thì phải gần là 700.000, nhưng mà bây giờ sẽ tiết kiệm được 200.000 quý vị nha, chỉ còn có 499.000 đồng mà thôi. Chúng ta sẽ có chọn một cái bộ dao sắc bén như thế này, đầy đủ những chiếc dao, dao chặt, dao thái lớn, dao gọt, tỉa, kéo và dụng cụ mài dao cùng với lại cái phần đế cắm dao nữa. Và mua sắm trong chương trình này thì chúng ta còn có quà tặng cho quý vị là thêm một kẹp gấp bằng inox. Chúng ta có tiện có đầy đủ những cái dụng cụ tiện lợi trong không gian bếp gia đình của mình. Hãy nhanh tay đặt hàng bằng cách là gọi điện qua số tổng đài để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi. Quý vị thấy đó, với những người yêu thích công việc nấu nướng thì không gian bếp giống như là một cái không gian để mà chúng ta có thể là tận hưởng vậy. Và người đầu bếp cũng như là một người nghệ sĩ, nhưng mà để có thể nấu nên những món ăn ngon, làm nên những món ăn bắt mắt thì cũng rất cần một trợ thủ đắc lực. Như vậy thì chúng ta hãy sắm ngay cho mình bộ dao 8 món từ Michio quý vị nha, để chúng ta có những cây dao mà bén như thế này, sắc như thế này, là chúng ta có thể cắt thịt nè, cắt cá nè, tỉa trái cây, rau củ nè, hay là chúng ta có thể là dùng kéo để mà cắt những cái loại tôm, cua, hải sản, và đặc biệt là có cây dao chặt rất là chắc chắn để mình có thể cắt gà luộc ngọt xớt luôn. Đó, cắt bắp cải, cắt cà rốt hay là những cái loại rau củ trái cây khác nhau thì bây giờ đây công việc sơ chế nó cũng trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều quý vị ơi. Không còn lo lắng, không còn băn khoăn nữa. Và cả bộ dao đều làm bằng thép không rỉ nguyên khối cho nên nó sẽ chắc chắn. Phần tay cầm còn có thêm bọc cao su nữa cho nên là mình yên tâm trong quá trình sử dụng, không có bị trơn trượt. Tặng thêm cho quý vị, đó chính là một cây kẹp gấp khi mà mình sở hữu trọn bộ sản phẩm dao 8 món Michio ngày hôm nay nha. Chọn bộ 8 chiếc dao vô cùng sắc bén mà mức giá chỉ có 499.000 đồng. Mức giá này đã được tiết kiệm 200.000 đồng so với mức giá nhà cung cấp quý vị nha. Từ đó có thể cắt, có thể tỉa, có thể trang trí, có thể gọt, có thể bào khác nhau tùy theo cái nhu cầu và từng chức năng của từng chiếc dao. Chúng ta đã có một chọn một cái bộ dụng cụ cắt gọt tỉa sơ chế rau củ quả thực phẩm bên trong chính không gian bếp gia đình của mình. Đường dao vô cùng sắc bén, dao được đúc nguyên khối bằng thép chắc chắn, cán dao được bọc căng cao su để hạn chế dòng trống trơn trượt khi mà chúng ta thực hành trên cái bộ dao như thế này. Và đế cắm dao hình trẻ quạt có thể xoay 360 độ. Từ đó chúng ta có thể dễ dàng chọn lựa chiếc dao mà quý vị các bạn cần nha. Rất là tiện lợi luôn. Và đặt hàng bây giờ được tặng thêm một kẹp gấp tiết kiệm 200.000 đồng, nhưng mà mức giá hấp dẫn như thế này thì chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này mà thôi. Hãy nhanh tay đặt hàng để mang về nhà ngay cho không gian bếp gia đình của mình với bộ dao như thế này quý vị và các bạn nha. Qua số tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.com. Bộ dao 8 món Michio, dụng cụ làm bếp đầy tiện ích, thiết kế gọn nhẹ, tinh tế, đa dạng chức năng, giúp chúng ta sơ chế được nhiều loại thực phẩm khác nhau. Với thân và cán bằng thép không rỉ được đúc nguyên khối nữa, cho nên là bộ dao 8 món này sẽ bền chắc và an toàn khi chúng ta sử dụng, lại còn dễ dàng vệ sinh. Dễ dàng vệ sinh bộ dao 8 món Michio, trợ thủ đắc lực cho những người nội trợ. Lưỡi dao và kéo sắc bén giúp mặt cắt mịn đẹp hơn, cán dao chống trượt dễ dàng thao tác, kéo có thể cắt các vật cứng như tôm, cua, cá. Dụng cụ mài dao kích thước phù hợp với các loại dao. Ống cắm dao xoay 360 độ với thiết kế hình trẻ quạt, dễ dàng lấy dao khi mình chọn lựa. Bộ dao 8 món Michio sẽ giúp chúng ta với việc sơ chế thực phẩm trở nên nhẹ nhàng, đơn giản hơn. Thưa quý vị, với dao chặt là cây dao bản lớn nhất sẽ giúp chúng ta có thể chặt xương nè, chặt gà luộc được nè, hay là dao thái bản lớn mình có thể làm cá, dao thái bản nhỏ thì cắt nem chả, cắt thịt nữa. Rồi còn dao gọt, còn dao tỉa giúp cho trái cây, rau củ cũng trở nên sinh động và bắt mắt hơn. Chưa kể còn có một cây kéo nữa quý vị nha, để mà cắt cua, tôm nè, và sử dụng trong rất là nhiều những công dụng trong không gian bếp của mình. Và còn có dụng cụ mài dao và có cả ống cắm dao, đặc biệt với ống cắm dao rẻ quạt quay được 360 độ nữa, vô cùng tiện dụng. Vô cùng tiện dụng, mức giá nhà cung cấp 699.000 đồng, bây giờ chỉ còn 499.000 đồng mà thôi. Mức giá quá hấp dẫn được tặng theo một kẹp gấp khi mình đặt hàng để có ngay bộ dao 8 món của thương hiệu Michio. Ưu đãi chỉ dành cho 200 khách hàng đầu tiên trong mỗi một lần phát sóng.
Một nửa thời lượng chương trình đã trôi qua rất là nhanh khi mà chúng ta đã có cái bộ dao này thì cực kỳ là thích luôn quý vị và các bạn nha. Với thiết kế rất là sang trọng, được đúc nguyên khối bằng thép như thế này, và cái phần cán dao được bọc lớp cao su để mình cầm rất là chắc tay luôn quý vị và các bạn nha. Ở đây mình chỉ đang cầm một con dao thái lớn như thế này, và khi mình sử dụng lâu ngày mình muốn năng mài con dao mình sắc bén hơn thì trong cái bộ dao của chúng ta đã có thêm một cái dụng cụ để mà quý vị và các bạn mài dao rất là tiện lợi quý vị và các bạn nha. Để từ đó chúng ta sẽ luôn luôn có được những cái chiếc dao vô cùng sắc bén để mình sơ chế, cắt gọt tỉa rau củ quả và thực phẩm ở bên trong chính không gian bếp gia đình của nhà mình luôn, rất là tiện lợi. Còn bây giờ hãy tiếp tục theo dõi với Minh Trí và Như Nguyễn để mình có thể sử dụng với những cái chiếc dao mình đã chọn lựa nè. Mình cắt gọt tỉa rau củ quả. Đầu tiên là chắc Minh Trí xin lấy một cái loại ớt ớt chuông ở trong cái loại này quý vị và các bạn để mình có thể là tỉa hoa chẳng hạn như Nguyễn ha. Và trong bộ dao của Minh Trí ở đây sẽ có rất là nhiều dao thái lớn, dao thái nhỏ, dao cắt, và Minh Trí sẽ chọn một con dao tỉa nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là bén và được đúc nguyên khối để mình có thể là cắt gọt tỉa cái phần ớt chuông như thế này để mình trang trí cho món ăn gia đình của mình, rất là tiện quý vị nha. Đó, quý vị thấy đó, Minh Trí đang có một cái cây dao tỉa nhưng nó chỉ là một trong 8 món ngày hôm nay mà chúng tôi mang tới cho quý vị thôi. Đó, và với cây dao tỉa hay là những cây dao mà có kích thước lớn hơn là dao gọt nè, dao thái nè, rồi cả dao chặt nữa, và như vậy thì chúng ta sẽ có được cái chất liệu là thép không rỉ và nguyên khối luôn quý vị nha. Cho nên nó sẽ mang tới cái sự bền chắc và an toàn khi sử dụng. Như Nguyễn có vẻ thấy là Minh Trí thích cái việc mà trang trí răng cưa quý vị ha. Đúng rồi. Thì biết đâu trái ớt chuông này nó sẽ biến hình, nó không chỉ là một cái trái ớt chuông đơn điệu nữa đó, mà nó sẽ đặc biệt hơn. Và như vậy thì với cây dao nhỏ này mình có thể là dễ dàng tỉa, còn cây dao lớn hơn thì mình cũng có thể là gọt nè, đó mình cũng có thể là mang tới rất là nhiều những cái điều thú vị và đặc biệt đã trong quá trình mà mình sử dụng trong không gian bếp của mình. Nếu như nhà của mình đã mua tôm nè, mua cua về mình làm cua rang me, cua rang muối, cua rang bơ chẳng hạn thì cũng rất là tiện lợi. Nhưng mà trước khi rang thì chúng ta phải sơ chế và rửa sạch cái phần cua này. Thì ở đây quý vị có thể quan sát là trong phim trường cũng đã có cái phần vỏ cua nha. Sau khi mà Minh Trí nãy giờ cũng đã cắt bớt cái phần càng rồi để mình có thể là lột cái phần mai ra để mình cắt đôi cái phần thịt cua, thân cua ở bên trong để mình có thể làm rửa sạch và sau đó là mình sơ chế làm cua rang me rất là tiện lợi quý vị nha. Ở đây cái phần vỏ cua rất là cứng nhưng mà quý vị có thấy không ạ, mình chỉ sử dụng kéo mình có thể là cắt rất là nhanh cái phần chân như thế này. Quý vị có thể quan sát là mình đi cái đường kéo nó cũng rất là bén quý vị nha. Mặc dù là chiếc kéo nó cũng không có to quá nhưng mà chúng ta có thể cắt được những cái phần vỏ cứng như thế này ở những cái phần chân như thế này. Ở đây mình chỉ có thể là cắt, mà ngay cả cái phần càng nữa quý vị có thể quan sát là mình chỉ cũng cắt luôn được cả cái phần càng cua rất là cứng như thế này đây. Và sau khi chúng ta đã cắt hết cái phần chân rồi thì chúng ta có thể là cắt ngay cả cái phần thân cua như thế này quý vị và các bạn ạ. Chúng ta có thể là cắt cái phần thân cua rất là tiện lợi luôn. Mình chỉ có thể là gỡ cái phần vỏ ra cho quý vị quan sát cái phần mai ở bên trong để mình có thể là cắt đôi cái phần cua ra và mình có thể là bắt lên chảo mình xào chung với lại cái phần bơ nè, hay là phần rang me hay là rang tỏi gì đó tùy theo gia đình của mình, rất là tiện lợi quý vị và các bạn nha. Và không chỉ là kéo đâu, là thép nguyên khối thép nguyên khối và không rỉ nữa, thì cả bộ dao của chúng ta đều như vậy quý vị nha. Và đặc biệt á là cứ ở mỗi phần tay cầm như thế này nè thì sẽ có thêm một cái lớp bọc cao su mờ nữa để mà mình cầm vào chắc chắn hơn, nó không có bị trơn trượt trong cái quá trình mà mình cắt những cái loại trơn, những cái loại mà thực phẩm mà nó hơi trơn một chút xíu đó, thì quý vị cũng cảm thấy là an tâm trong quá trình sử dụng. Dao sắc bén như thế này mà lại đa dạng nhiều chức năng nữa ha. Có thể nói là từ trái cây cho đến các phần tôm, cua, vỏ cứng đều có thể chinh phục được với bộ dao này. Hoặc là đơn giản nhất là chúng ta có thể là cắt thịt quý vị nha. Ở đây Trí đang sử dụng ngay một cái dao thái lớn như thế này để mình có thể là cắt cái phần thịt ba rọi. Đôi khi mình muốn cắt miếng nhỏ hay cắt miếng lớn, nếu mà mình muốn ăn thịt luộc với lại rau sống thì quý vị và các bạn có thể là cắt lát nhỏ. Còn nếu mà mình muốn xào hoặc là mình muốn kho thì mình sẽ cần cắt cái phần khoảng cách lớn hơn. Và với những cái đường cắt rất là ngọt ngào, bởi vì sao ạ? Chiếc dao của chúng ta vô cùng là sắc bén quý vị và các bạn nha. Ở đây Trí có thể là cắt ra cho quý vị và các bạn quan sát được, đó chính là mình cắt rất là nhanh chóng mà không có tốn nhiều thời gian cho gia đình của mình để mình có thể làm mà thịt kho nè, mình đi một cách dứt khoát luôn như Nguyễn đi từng đường dao để mình có thể là cắt được thịt rất là lớn. Mình có thể làm thịt kho tiêu nè, hay là mình có thể làm để mình xào chung với lại mắm ruốc cũng rất là hấp dẫn luôn. Còn ở bên kia thì quý vị và các bạn đang quan sát là Như Nguyễn cũng cắt từng thanh cam chẳng hạn để mình làm một số các loại nước detox thôi Như Nguyễn ha. Như Nguyễn bắt đầu thích bộ dao này rồi đó nha. Tại vì Như Nguyễn thấy là với cam á, mà Như Nguyễn cắt thành những cái múi cao mà mình thưởng thức thì cũng bình thường rồi, nhưng mà muốn cắt mỏng để
để làm detox thì sao? Thì cái bộ da này nó rất là bén, cho nên nó là mình có thể là yên tâm mình xắt được những cái khoanh tròn, những cái lát mỏng như thế này luôn đó, mình trang trí cũng được mà mình cho vào trong bình nước detox của mình cũng được nữa quý vị. Và bây giờ đây thì mình sẽ có một cái bình nước detox cam thơm ngon và nhiều vitamin khoáng chất. Như vậy là quý vị và các bạn đã có rất là nhiều giải pháp khác nhau khi mà chúng ta sở hữu được cái bộ dao sắc bén 8 món đến từ thương hiệu Miso ngày hôm nay. Nhưng mà thời lượng phát sóng chương trình thì không còn nhiều nữa. Ở đây Minh Trí và Như Nguyễn chỉ muốn thực hành thêm trên bộ dao này thôi. Nhưng mà ở nhà của mình khi mà chúng ta sở hữu được bộ dao này rồi thì thoải mái cắt tỉa nè, chặt thịt nè, làm cá nè, làm tôm nè, hay là mình có thể là sơ chế rau củ quả tùy theo nhu cầu của quý vị. Mình chọn dao nào mình chỉ cần nhìn vào là mình biết và mình phân loại được ngay. Mức giá chỉ là 499.000 đồng, giá này đã được giảm 200.000 đồng so với mức giá của nhà cung cấp quý vị nha. Thiết kế đúc nguyên khối thép sắc bén, cán dao bọt cao su, hạn chế cái việc trơn trượt và cầm rất là chắc tay. Hình rẽ quạt của phần đế cắm dao giúp cho bộ dao chúng ta trở nên sang trọng khi mình không sử dụng, mình trưng ở trên kệ bếp thôi nó cũng đã sang lắm rồi. Và mức giá này chỉ áp dụng cho 200 khách hàng đặt hàng trong mỗi một lần phát sóng thì mới có mức giá này thôi. Mức giá cực kỳ khuyến mãi cho quý vị và các bạn luôn, chỉ áp dụng trên VTV Now Shopping. Và còn có quà tặng là thêm một kẹp gấp nữa như Nguyễn ha. Đúng rồi đó quý vị, như vậy là quý vị sẽ có một cái sự chăm sóc chu đáo tận tình từ Michio và VTV Hyundai Home Shopping rồi. Để không chỉ chúng ta có bộ dao, có cả kéo, có ống cắm dao, có cả cây mài dao, mình còn có cả cái kẹp gấp nữa để mình có thể là làm nhiều món ngon trong gia đình của mình tiện dụng mà không có cần đi mua mỗi thứ linh tinh nhỏ nhặt một chút mà mình ngày hôm nay mua sắm một lần được trọn bộ sản phẩm luôn. Mà mức giá thì ưu đãi cho nên mình không có cần phải cân đo đong đếm mà phải nhức đầu hay nặng đầu về cái việc vấn đề chi phí nhiều quá. Ngày hôm nay mình có một bộ dao chất lượng nhưng mức giá ưu đãi, thay vì giá của nhà cung cấp là 699.000 đồng, chúng tôi giảm ngay cho quý vị 200.000 đồng, chỉ còn có 499.000 đồng mà thôi. Mà chúng ta được tới 8 món thêm một món quà tặng là tổng cộng 9 món luôn đó quý vị nha. Từ dao chặt cho tới dao thái bản lớn và thái bản nhỏ, rồi cả dao gọt, dao tỉa của trái cây rau củ nữa. Mình có thêm một cây kéo, mình có thêm là ống cắm dao và có cả là dụng cụ mài dao luôn. Yên tâm rồi, có thêm cây kẹp gấp làm quà tặng đi kèm. Như vậy là chúng ta đã có một bộ dao sắc bén 8 món có đi kèm cái phần dụng cụ mài dao. Mình cắt trái cây, mình cắt thịt, làm cá, làm tôm, hoặc là sơ chế, hoặc là mình tỉa rau củ quả đẹp mắt nếu như mà nhà của mình khéo tay, thì chúng ta cũng đã có một cái bộ công cụ dụng cụ rất là cần thiết cho nhà của mình. Và được áp dụng trên VTB Bình Đàm xuất biên, mức giá chỉ là 499.000 đồng. Mình chỉ nhấn mạnh lại nha, chưa đến 500.000 đã có một bộ dao như thế này rồi. Bình thường mua ở ngoài mình mua mỗi chiếc dao khác nhau thì cũng đã tốn vài chục đến vài trăm ngàn quý vị nha. Mua một bộ dao thứ nhất là không có thẩm mỹ, mỗi một con dao lại một kiểu khác nhau, mỗi một con dao lại không có cái sự đồng nhất về thiết kế nên không có đồng bộ và không có thẩm mỹ đẹp mắt. Mình mua bộ dao này thì mình cảm thấy là nó đẹp hơn, nó sang hơn, để trong bếp của mình thì cũng rất là sang khi mình không sử dụng, mình để trên cái đế cắm dao hình rẻ quạt, vừa trang trí không gian bếp khi cần thiết rồi vừa sử dụng rất là tiện lợi cho người nội trợ. Quá là tuyệt vời và hấp dẫn, và mức giá chúng tôi để yêu thương, mức giá dễ chịu 499.000 đồng thay vì 699.000 đồng thì bây giờ chỉ có 499.000 đồng. Tặng thêm một kẹp gấp cho quý vị và các bạn luôn nha. Nhưng mà thời lượng phát sóng chương trình thì chỉ có giới hạn mà thôi. Trước khi Minh Trí và Như Nguyễn nói lời chào thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình này, và chúng tôi chỉ áp dụng mức giá này cho 200 khách hàng mỗi lần phát sóng. Và nhanh tay lên quý vị để có được sự ưu đãi này, để có được một bộ sản phẩm tiện lợi, và từ nay thì công việc sơ chế không còn vất vả nữa. Và cái vấn đề mà chúng ta có được những cái trợ thủ đắc lực trong không gian bếp sẽ làm cho chúng ta yêu thích hơn cái thời gian mà dành cho nấu nướng, dành cho gia đình, đúng không nào? Tiết kiệm được công sức, tiết kiệm được chi phí, và ngày hôm nay mình còn sẽ có được một cái sản phẩm tuyệt vời cùng với quà tặng đi kèm. Cho nên là nhanh tay lên quý vị nha. Như Nguyễn và Minh Trí chúc cho quý vị sẽ có những sự lựa chọn thông minh. Còn bây giờ thì Như Nguyễn và Minh Trí phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại quý vị ở những sản phẩm tiếp theo nữa trên VTV Hyundai Home Shopping.